Xin giới thiệu với các bạn một số cái loại đầu bơm thủy lực kèm bơm buli. Sản phẩm thì sẽ bao gồm như hình ảnh: một đầu bơm buli, một van vào, một van ra, một ốc dầu vào và một ốc dầu ra. Ở đây thì có rất là nhiều loại, nó có thể kết hợp với nhau. Đầu tiên về phân loại, nó có ngắt chuyển động và không ngắt chuyển động. Đây là cái cần ngắt chuyển động này, thì trong này nó có hai loại, có phân loại ra là loại có ngắt chuyển động là loại này, và loại không ngắt chuyển động là loại này. Loại này là cứ chạy thôi, cứ có tốc độ là chạy. Đấy, thì các bạn tùy theo ứng dụng máy móc của mình mà phù hợp loại nào thì mình mua loại đấy. Tất nhiên cái loại không có chuyển động này thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, không ngắt chuyển động này nó rẻ hơn. Còn loại có ngắt chuyển động thì chắc chắn là giá nó sẽ cao hơn. Tất cả thì sử dụng đai bản B các bạn nhé, đai bản B, và có kích thước buli là 12-11,5. Trong đó thì có một loại kích thước buli đôi và buli đơn. Đối với cái loại không ngắt chuyển động này thì bên em có hai loại, là loại quay thuận và loại quay nghịch. Đấy, cái loại này là loại quay nghịch, loại này là loại quay thuận. Quay thuận là quay theo chiều kim đồng hồ. Đấy, quay nghịch là quay ngược chiều kim đồng hồ. Thì nó sẽ áp dụng đối với từng vị trí đặt máy. Đấy, thì ta sẽ chọn loại trái hay loại phải. Đấy, ví dụ như quay thế này là theo chiều kim đồng hồ. Đấy, thì dầu nó sẽ lên ở đường này. Còn nếu mà tao quay loại này thì là tao sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ, thì dầu nó lên bên này. Đấy là bơm bơm nghịch và bơm thuận. Ngoài ra thì còn phân loại về cái lưu lượng dòng chảy nữa. Thì đối với cái loại này là loại lưu lượng nhỏ này. Lưu lượng nhỏ thì thân bơm thì nó chỉ khoảng 10 cm, như các bạn đang nhìn hình ảnh đấy, là 10 cm. Đây, thân bơm là 10 cm. Còn cái loại lưu lượng lớn hơn, loại này là loại 25 này, 25ml trên phút này. Có thông số ở dưới đáy bơm, tí em sẽ lật bơm lên, thì nó 12,5 cm nhé. Đây, nó có ghi lưu lượng này 25ml trên một vòng. Đấy, 25ml trên một vòng. Còn thằng này là 4ml trên một vòng. Đây, thằng này nó không ghi, nhưng mà thông số của nó cũng sẽ như thế thôi, tức là 4ml trên một vòng quay. Thì từ đó thì các bạn sẽ tính ra thôi, tính ra là tí theo tua của máy, máy mình tua bao nhiêu thì lưu lượng nó sẽ ra nhiều hay ít. Đấy, thì đối với càng thằng lưu lượng lớn này thì sẽ cho tốc độ bơm lớn. Áp lực thì nó sẽ phụ thuộc vào máy. Tốc độ lưu lượng lớn ấy, khi đó thì lưu lượng lớn thì sẽ đòi hỏi máy khỏe hơn. Đấy, thì bên em có nhìn bằng này, loại loại như thế này thôi các bạn nhé. Chứ còn nếu mà các loại thủy lực khác thì bên em rất là nhiều. Loại tích hợp sẵn bình dầu cũng có, loại tích hợp van sẵn cũng có. Đây là một cái loại tích hợp sẵn van này. Đây, loại này thì em để ở ngoài thì nó hơi cũ. Loại này là loại tích hợp sẵn van hai chiều. Cái này các bạn mua thì bên em thì đều biết này, nó có bình dầu ở đây luôn. Hoặc là các bạn bỏ bình dầu ra thì mình nắp cái đường dẫn dầu vào đây. Đấy, nó có sẵn van đấy nhé, van hai chiều này,
hai cổng ra này. Đấy. Rất là nhiều loại và xi lanh thủy lực các kiểu đó. Đây. Đồ. Các bạn cần về đồ thủy lực như thế nào thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0966 818 955. Van điện tử, van cơ, van tay, van 1 cần, 2 cần, 3 cần, 4 cần bên em đều có. Van 5 cần, 6 cần thì ít dùng nên bên em không nhập mấy cái loại đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin lưu ý thêm với các bạn nữa là cái loại bơm thủy lực này mới là đúng kỹ thuật các bạn nhé. Như các bạn lên trên Shopee hay là Lazada ấy, thì có một số cái dòng người ta gắn thẳng cái bu li này vào cái cục bơm như thế này. Đấy, tức là người ta có mỗi một cái bu li thôi, người ta gắn vào cái đầu bơm như thế này. Đấy, thì là nó sẽ không, đây, cái này 4 răng này, người ta gắn thẳng bu li vào đây nhé. Các bạn mua như vậy ấy, thì rất là rẻ nhưng mà nó không đúng. Nó sẽ không đúng kỹ thuật, bởi vì trên cái ổ đỡ này nó không có một cái lực để cho các bạn lực cắt. Khi các bạn kéo dây gura ở đây, nó sẽ kéo một cái lực rất lớn ở đây thì cái bánh răng nó rất là nhanh hỏng. Đấy, thì các bạn lưu ý là như vậy nó không đúng kỹ thuật đâu. Nó phải có qua một cái ổ đỡ ở ngoài như này, ổ đỡ trung gian như này, để nó giữ cái bu li như này thì nó mới đúng kỹ thuật các bạn nhé. Không tự dưng người ta sinh ra cái này để làm gì mà lắp thẳng bu li vào cái đầu bơm này, nó hoàn toàn không đúng kỹ thuật đâu. Cho nên các bạn mua đồ thì lưu ý mình cách sử dụng cho nó bền, đỡ tốn tiền. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.